Dù biết rằng Chúa có một con màu đen không phải là con của mình đẻ ra, nhưng cho cái màu vàng, vẫn cho bú, thương yêu, chiều chuộng như con đẻ của mình. Tình mẹ. Xem video chúng ta thấy một cún con màu đen, đen như mực, đang bú chó cái màu vàng. Nhưng mà chó cái màu vàng đã có 3 cún con được 19 ngày tuổi rồi, lại thêm cún con màu đen đem về nuôi. Chen nhau, anh đen nhỏ có hơi mấy ngày tuổi không biết chen với những anh chị lớn luôn, vẫn bú được, vẫn đấm được cái vú. anh gấu nè, bơi bú nè. Chết rồi, anh đen bị đè dưới rồi. Chúc cái mẹ vàng thật tuyệt vời, đẻ 3 chú cún con được ngày thứ 20, mát sữa trồng do, con bú là đĩa tìm một chiếc bắt cho anh chó đen nè. Mẹ anh đẻ nhiều quá, anh Dũng đưa về bú chó vàng cho luôn, đem chó đen nè. đây chó đen đây vẫn bú được nè. Đẹp lắm, chó vàng này càng cưng chó đen, thấy nhỏ càng cưng luôn. Anh này anh to quá, anh bú đủ, anh không bú nè. Đây, anh gấu này cũng anh dành nè. Em đen đâu? Để em đen. Em đen là mới bú. Em đen đây. Nằm bú nè. Thương chưa? Đi qua đây đi. Không có đường bú rồi, đó, tìm nè. Đứng rồi. Bú được rồi. Chó mẹ khôn lắm, sữa nhiều lắm. 3 con này 20 ngày tuổi, u nần, u na, trồng do này. Đó, kêu é là anh đen nhỏ đó.
Màu đen dưới nè. Chết em tươi rồi. Chèn nhờ bố cho đen nhỏ chèn được luôn. Ba con chó lớn này được 20 ngày tuổi rồi. Đen này nè. Mẹ nó đẻ rồi. Ớt chết rồi, đẻ đến rồi. Sáng 1 tháng 3 thứ 6. Chèn. Thương chưa? Em đen tôi đâu rồi? Cho tôi nhìn thấy em đen tôi xíu coi. Đây em đen cho em bú đây. Anh này vô đi nè. Rồi đè em đen tôi rồi. Một tay tháng 3 chèn nhau bú nè, chó đen nhỏ nè. Mày thiệt. Cuối tháng 2, 29 nè. Chú vàng nó cưng con lắm, nó mắc sữa. Ba cũng con to nè lắm. Con của nó, còn chó đen nhỏ nè. Minh Dũng xin về nuôi, thấy chó mẹ bên kia đẻ tới 9 chó con. Mới được có mấy ngày tuổi à. Cũng chen nhau bú với nhau, thương quá. Còn mấy mẹ quá to rồi. Dành nhau bú. Chen bú. Mẹ nằm yên cho các con bú. Chen nhau. Anh đẩy anh chen. Anh lớn đen này thì anh quá. Anh đứng vững này. Còn chó đen nhỏ nằm im dưới. Anh này thì nằm im luôn. 29 tháng 2 cuối tháng nè. Chó cái vàng đẻ ba cúng con này là 18 giờ chiều 30 Tết. Mà nhìn kỹ nè, 1 nè, 2, 3 nè. Mà có gành đen nhỏ xíu đây nè. Mẹ anh đẻ tới 9 con. Nên là mới có được mấy ngày thôi. Xin về đây, tại vì chỗ cái vàng này nhiều sữa quá. Xin về cho bú luôn. Nghe nè, ảnh này nè, ảnh này nè. Đó, ảnh đó. Mấy anh này quá khỏe rồi. Ngồi cho con bú luôn. Anh đen là không cùng mẹ cùng cha nè. Xin về cho vàng nhiều sữa quá, cho cái vàng nhiều sữa quá, đem về anh bú đã lắm. Còn ba anh này là được ngày 20 nè. Cái vàng á là nó đẻ chiều 30 Tết ba cũng cúng con bự vậy nè. Rồi chó đen em trai chó nhà đẻ 9 con, xin một con chó cái đen về cho cái vàng vẫn cho bú dễ thương vậy. Mà chó đen này nó lanh lắm. Đây, chó cái mẹ vàng đây. Ba cúng con nè, to đùng vậy. Ngày tại sao lại có một cúng con màu đen bú nhiệt tình như vậy mà chó mẹ vàng vẫn nuông chiều như thế này? Xin cho ý kiến. Trời ơi, thương quá. À, thấy ông Phương, anh Khang à, đem chó đen về, con chó mẹ, chó cái vàng nó coi là con nó nè, nó liếm nè à, con chó đen nó bú là đã chưa. Chắc à, đưa thêm một hai con nữa đem về đây cho mẹ nó nuôi quá. Nó mắc sữa quá, ba con chó con lớn của nó nè. Uống nần luôn. Trời, con chó đen về nó bú đã chưa. Còn gì nữa. Ba con chó con mà mẹ vàng á, cô Dũng nuôi quá to. Mà con chó đen cô Chiến đưa về nè Phương. Nó thân thương, nó nằm ngủ con chó đen to luôn nè. Sao không thương được à. Nếu mà mai xuống Chiến lấy thêm một hai con nó cũng được luôn. Phương ơi, nói gì Chiến gửi cái clip cho Chiến coi cho Phương. Chiến em Phương á, về nó hòa đồng nè à, nó hòa đồng với mấy chó con ở nhà nè. Quá dễ thương luôn Phương ơi.
Ok. Trời ơi, cảm ơn Chiến nha, cảm ơn Khang Như Phương. Con chó con đen về nó bú giống như ba con chó con luôn. Con chó mẹ vàng vẫn thương lắm luôn. À, nè, coi nè, coi nè, đây nè, nè. Đó, chó đen bú luôn. Nó dành nó bú đã ghê thiệt. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Anh Khang ơi, Phương ơi, ba con chó con bự như vậy nhưng mà con chó đen về nó, con chó mẹ vàng vẫn cho bú luôn, bốn con luôn, tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời.